vậy mà đầu tiên cưới thêm vợ nữa. Đó, đó, vậy đó. Rồi. Anh ngồi đây đi. Bây giờ tôi chỉnh lại cho anh. Dạ. Nhưng mà cái mà tôi hướng dẫn anh á, hồi nãy giờ tôi nói gì nó lại, đừng bao giờ quên. Dạ. Nha. Rồi bây giờ phải biết giữ sức khỏe của mình. Vì nguyên tắc bây giờ người ta không có cho quân là quá 25 kg. Nhất là cái tư thế cực kỳ là quan trọng. Cho nên anh bây giờ anh có chữa mà có ổn định đi nữa thì cũng phải coi chừng lại ha. Chứ còn đừng có chủ quan quá. Bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay 55. 55 rồi á. Mà cứ về phải đau đớn vậy đó. Thì cứ đi phù hộ thì nó phải sách sâu bác sĩ. Mời đứng dậy. Sô vắc xin nó vậy. Nó gỗ vậy ha. Ok đó. Rồi. Bây giờ quay tay đi. Cái tay kia đó. Được tới đó. Ok. Bên này. Bên này thì xa hơn. Đó. Được rồi. Ok. Đó, rồi cứ đứng vậy ha. Vậy để tôi điều chỉnh cho nha. Rồi đó là vợ con được mấy đứa con? Dạ em được 2 cháu. 2 cháu vậy được rồi ha. Một trai một gái. Dạ. Lớn bao nhiêu tuổi? Cháu lớn 29 tuổi à? À, rồi nó có đỡ đần gì cho bố không? Chưa đỡ đần. Ờ, chứ làm gì không phải đỡ? Thì bây giờ nó vẫn chưa lấy vợ lấy con thì nó vẫn còn tỏ. Rồi nhà ở đâu? À, em ở dưới Vũng Tàu. Ở Vũng Tàu đó, dưới nhà là lên ở đây. Dạ. Rồi giờ, giờ tối ở đâu? Tối em về chỗ nhà bà chị ở trên chỗ Đầm Sen. À, Đầm Sen đây gần rồi, vậy đỡ rồi. Ghê không? Nghe rắc ha. Để xương gốt rồi. Không thế. Không biết. Rồi. Nằm đây. Rồi ở Vũng Tàu lâu chưa? Dạ em gần 30 năm. Ồ. Nhưng mà Vũng Tàu cũng đỡ là đồ ăn đồ rẻ ha. Dạ cũng không mất rẻ. Ủa vậy? Dạ. Không gì đâu mất gì. À. Đứng gồng, đứng gồng đứng ngay đó để tìm đi là người là rồi để yên cái đây mình đừng đứng ui rồi thế nào chắc nó vào rồi này chắc nó nhẹ nằm đâu luôn nằm luôn nó nhẹ ra ngồi xuống nhẹ đây. Không thấy còn vướng vướng ở đâu rồi bây giờ đi tới luôn để coi sao đi ngon là đi đi mạnh dạn lên đấy bây giờ đi khác rồi ha tới vừa mạnh một chút đi. Đi giờ là còn tạo kiểu. Dạ, kilo. Rồi sao? Không còn vướng nữa rồi. Không còn vướng nữa. Mà cảm thấy nó... Cảm thấy nó đi đâu mất rồi. Nó đi đâu mất rồi. Thôi ngồi xuống đi. Không? Thiệt ra là anh nói anh đi đâu mất nhưng mà chưa đâu mất đâu. Bây mình thấy cái tướng anh đi á, vẫn chưa có ngay. Nè, rồi nằm xuống đi. Đấy. Đó, thẳng với người ra.
người ta đó vậy đó, vậy đó, đó nằm thẳng người ta vậy đó, thấy chưa? Rồi co chân người lên, để co về này nó. Tại vì là nó cụp cái lưng rồi giờ mình kéo lại rồi. À. Bây giờ ngồi xuống đứng dậy bắt đầu khác rồi. Rồi. Giờ nó đi đâu rồi? Hôm nay có vướng đi đâu? Đi đâu? Không nghe vướng mắt gì hết. Không có, bây giờ cứ đi mạnh bạo cho tôi nhanh lên coi. Đó. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0326811258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983-581-652.